Mến chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay mình bận quá, không có thời gian để ra chăm sóc những cái sen lá của mình. Hôm nay trở ra thì bông nó trổ quá chừng luôn, mà rất là đẹp. Rất là nhiều bông luôn. Bông sen lá cũng rất là đẹp. Mỗi một loại là một màu. Nhìn rất là rực rỡ. Trổ đầy hết luôn. Nhìn rất là đẹp. Nhưng mà bù lại khi những cái hoa sen lá này nó trổ hoa ra như vậy á, thì nó sẽ làm cho cây sen lá chúng ta nó không có còn gọn gàng, sạch và đẹp. Cho nên mỗi một khi mùa xuân tới, những cái sen lá mình trổ ra hoa thế này thì mình đều ra ngắt những cái hoa sen lá này bỏ hết. Mình không có để cái sen lá, bởi vì cái hoa nó sẽ làm cho cái sen lá mình nó bị mất cái phọt đi, và mất cái dáng đẹp của cái sen lá. Thành ra mình đều tỉa hết. Mình sẽ tỉa bỏ hết tất cả những cái hoa sen lá này. Cái này mà nếu có ai cầm máy á, mình cắt bằng cái kéo thì nó sẽ dễ làm hơn, bởi cái cọng nó cũng cứng lắm á. Người ta này không có ai ở nhà hết á, mình tự làm một mình ra, mình ngắt bằng tay. Nhưng mà các bạn nên tỉa bỏ hết tất cả những cái hoa sen lá này để coi, để cho cái sen lá mình nó giữ dáng lại. Tại vì cái hoa sen lá nó nằm ở trong cái kẽ này nè, khi mà nó trổ hoa rồi á, cái nhánh này nó sẽ làm mất cái dạng, cái dáng của cái sen lá. Cho nên mình ngắt nó đi, đừng để cho nó mất sức bởi cái cánh hoa này. Để bỏ hết, không có chừa một cái nhánh nào hết. Cái hoa nó sẽ gọn gàng lại và nó đẹp hơn. Để cho, nếu mà mình để hoa cũng đẹp nữa, nhưng mà có cái là cái cây sen lá mình nó phải chứ nó thiếu chất dinh dưỡng quá, thì khi mà nó nở ra rồi nó sẽ bung ra, nó bung ra thế này nè, không có đẹp nữa, không có còn tròn trịa mà đẹp. Thành ra là mình mỗi lần cái sen lá mình trổ hoa là mình tỉa bỏ hết. Đây cũng vậy, nó trổ như thế này nè, nó trổ cũng đẹp lắm á, mình ngắt bỏ hết luôn. Hôm nay bận quá không có thời gian, giờ nó bông nó trổ đầy hết trơn luôn, nhìn cái vườn cũng đẹp lắm.
trổ bông đầy hết luôn. Cái chuỗi ngọc bi này nó cũng trổ hoa nữa. Ở trên đây cũng vậy, trổ hoa. Mùa xuân tới là sen đá sẽ trổ hoa. Trổ đều hết. Nhưng mình sẽ tỉa nó đi. Tỉa hết cả vườn sen đá này chắc cũng cả ngày, tỉa chưa xong mấy cái hoa của nó nữa đó. Nó gọn gàng là nhìn rất đẹp. Qua một mùa đông lạnh giá, những cái sen đá của mình nó cũng rất là an toàn, nó không sao hết, nó vẫn tốt và đẹp. Này, trổ đều hoa hết. Hay mình ngồi mình tỉa này chắc là hết một ngày chưa xong nữa đó, nhiều quá. Ngày tỉa chút xíu. Chỉ có loại này là không có trổ bông. Cái hoa rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.